Xin chào các bạn, mình là Việt Thắng, hiện tại mình đang là giáo viên dạy cầu lông tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và cũng là một vận động viên cầu lông phong trào. Hôm nay mình rất vui khi được chia sẻ với các bạn một kỹ thuật. Kỹ thuật này nằm trong nhóm kỹ thuật tấn công. Nó là kỹ thuật bạt cầu thuận tay và bạt cầu trái tay. Và không dài dòng nữa, chúng ta hãy bắt đầu thôi. Let's go! Thứ nhất, đó là bạt cầu thuận tay. Chúng ta sẽ thực hiện như sau. Khi người đối phương đánh cầu ở phía bên tay phải chúng ta, có cầu ở ngang phía vai, thì chúng ta nhanh chóng bước chân phải sang bên phải, bước sang ngang nhé, chúng ta bước ngang. Được chưa? Đối với pha cầu gần thì chúng ta bước một bước. Với xa, pha cầu xa thì chúng ta bước hai bước. Được chưa? Ok. Đó. Bước hai bước ạ. Đó. Khi nhớ bạn phải mở bước chân ra nhá. Đó, mở bước chân ra. Được chưa? Đó. Đó, chúng ta sử dụng lực của chân này. Bật ra. Đó, ok. Rồi. Và tiếp theo, khi mà chân chúng ta đã chắc rồi đúng không? Thì chúng ta nhanh chóng này. Khi mà đối phương đánh một cầu xa thì chúng ta nhanh chóng bước chân ra và chúng ta mở bờ. Được. Mở vai ra. Mở vai ra này. Rồi. Khi mà chúng ta chuẩn bị kết thúc cầu, chúng ta đưa bờ từ sau ra trước, từ phải qua trái, đánh kết thúc cầu ở phía trước, đúng bàn tay phải này, trước phía trước bàn tay phải này được chưa? Đây, từ bờ bật về. Đó. Đấy. Bật về. Bật về. Ok. Rồi. Đó là kỹ thuật bạt cầu thuận tay phía bên tay phải. Bạt cầu thuận tay. Đơn bước và đá bước chúng ta làm nào? Chúng ta làm đơn bước và chúng ta chỉ thêm một bước tiếp thôi, đúng không ạ? Rồi. Bạt ngang các người nhé. Ngang rồi này. Đó, ngang rồi này. Chưa? Ngang rồi này. Đó, ngang rồi. Đó, ngang rồi. Từ cầu chúng ta tự nhiên rất là ngang. Tiếp theo đó là kỹ thuật bạt cầu trái tay. Thì chúng ta sử dụng kỹ thuật bạt cầu trái tay, chúng ta sử dụng kỹ thuật nào, cách cầm vợt nào? Đó là cách cầm vợt trái tay mọi người nhá. Cách cầm vợt số 2 thì mặt trái của chúng ta. Bây giờ nó cũng có hai kiểu, đơn bước và đa bước. Đối với cầu gần chúng ta sử dụng đơn bước, cầu xa chúng ta sử dụng đa bước. Bây giờ chúng ta sử dụng hai bước ở đây, nhưng mà chúng ta sử dụng hai bước rồi là đến rồi, đúng không? Và tiếp theo ta sẽ làm mẫu cái kỹ thuật bước đơn bước ra và cái kỹ thuật bạt cầu trái tay. Khi mà thấy đối phương đánh vào cầu cũng ngang như vậy, chúng ta bước chân phải sang bên trái, bước ngang của người nhá, tức là bên trái, đồng thời tay chúng ta thu về phía sau. Đó, khi chân đang bước chúng ta đưa từ sau ra trước, từ trái qua phải, đánh ngang, chưa bật về dừng rồi. Đó, từ rồi. Đó, chúng ta nhanh chóng trở về tư thế chuẩn bị cơ bản để đánh cầu tiếp theo, đúng không ạ? Rồi, dừng vợt. Đó, chậm này, mặt vợt chúng ta mở nhá, còn vợt chúng ta phải ngang, còn chúng ta đừng ngửa lên. Đó, đẩy cái cổ thẳng cả tay chúng ta ra, đẩy cả tay chúng ta ra, đánh ngang ra để tiếp tục ở phía trước. Trách trước của và cái trái đó, đúng không? Và tiếp theo đó là cách di chuyển đa bước đánh một cầu xa hơn, thì chúng ta cũng làm bước kép
mong rằng cái clip này sẽ giúp cho các bạn đánh cầu hay hơn và tốt hơn. Nếu các bạn thấy hay, bổ ích thì hãy giúp Thắng like, share clip này và đừng quên follow Thắng ở chế độ xem đầu tiên để có thể nhận được những clip bài giảng tiếp theo. Và chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.